Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị dòng sản phẩm trắng da trị nám cao cấp đến từ Nhật Bản, Wichita Bihaku, an toàn, hiệu quả và chất lượng. Với viên thuốc trắng da trị nám Beautiful Skin Supplement cùng với bộ mỹ phẩm trắng da trị nám cao cấp được điều chế hoàn toàn từ dược thảo thiên nhiên, thích hợp với tất cả các loại da và không gây kích ứng da. Viên thuốc trắng da trị nám Wichita được điều chế với các thành phần chính: hợp chất L-citrulline kết hợp với vitamin C, hợp chất selenium và zinc yeast, orange food extract, pineapple food extract cùng với nhóm vitamin B. Mỹ phẩm trắng da trị nám Wichita được điều chế từ các chiết xuất thiên nhiên như chiết xuất hoa anh đào đôi, hoa cúc lâu năm, chiết xuất organ extract, Thai extract, chiết xuất trái cây Murasaki, chiết xuất kiwi, hợp chất arbutin và yeast extract kết hợp cùng với hai loại hợp chất vitamin C giúp dưỡng trắng da, tăng cường tái tạo tế bào da, chống lão hóa da, cải thiện độ đàn hồi da, nuôi dưỡng tế bào gốc trong da, giúp ngăn ngừa và cải thiện vết thâm, đốm nám và tàn nhang trên da, duy trì sức khỏe của da dẫn đến một làn da tươi sáng, khỏe mạnh, hồng hào và tràn đầy sức sống. Thương hiệu mỹ phẩm trắng da trị nám Wichita Bihaku được nhà sản xuất Nhật Bản chuyên dòng sản phẩm trắng da trị nám tại Hirakata City, Osaka Prefecture, điều chế và sản xuất độc quyền cho tập đoàn Wichita Bihaku có trụ sở chính tại Hoa Kỳ, tiểu bang Georgia. Nhà máy sản xuất của chúng tôi được thành lập từ năm 1952, có trụ sở chính ở Osaka Shi, Yotoku và văn phòng thương mại tại Ginza, Chuku, Tokyo. Với hơn 66 năm không ngừng sản xuất và đứng vững trên thương trường mỹ phẩm tại Nhật Bản, sản phẩm của nhà máy chúng tôi được bày bán khắp nơi trên toàn nước Nhật, bao gồm các thành phố lớn như Tokyo, Osaka và Fukuoka. Thương hiệu mỹ phẩm trắng da trị nám Wichita Bihaku sản xuất tại Nhật Bản đã có mặt tại Hoa Kỳ, được đăng ký và tuân thủ các quy định của FDA, Food and Drug Administration. Hoàn toàn đều là dược thảo thiên nhiên. Tuy nhiên mình vẫn phải tuân thủ các quy định của FDA tại Hoa Kỳ để mình có thể nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Chúng tôi cần nhiều đại lý khắp nơi tại Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu và Việt Nam cùng đồng hành với thương hiệu mỹ phẩm trắng da trị nám Wichita Bihaku sản xuất tại Nhật Bản. Xin liên lạc ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và để biết thêm chi tiết trở thành đại lý Wichita Bihaku. Xin liên lạc CEO Thùy Trang tại 714-914-4242 hoặc 770-298-6692. Đồng Thanh Tâm xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị khán giả của Đồng Thanh Tâm cũng như là khách hàng của Wichita Bihaku. Đến hẹn lại lên thứ năm thì chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Âm nhạc và làm đẹp. Và mỗi tuần thì Đồng Thanh Tâm sẽ lúc nào cũng sẽ mang đến đây cho quý vị một cái màu sắc mới, một người nghệ sĩ, một người ca sĩ Đồng Thanh Tâm lúc nào cũng sẽ làm mới cho quý vị. Hôm nay thì trước khi mà giới thiệu một cô gái rất là quyến rũ thì Đồng Thanh Tâm sẽ giới thiệu cái người luôn luôn đồng hành cùng với Đồng Thanh Tâm. 10 ngón tay của anh đã đi vào huyền thoại đối với Đồng Thanh Tâm rồi. Giới thiệu anh Nghĩa Sữa. Oh yeah, rồi đâu hình của anh Sữa đâu rồi, còn thấy cái bụng không hả? Rồi hôm nay mấy anh kỹ thuật vui nè, không có quay mặt anh Nghĩa Sữa, quay cái bụng không à. Rồi Đồng Thanh Tâm chào nha, Đồng Thanh Tâm chào cô Hoa Siêu Thái nè, chào rất là nhiều người. Để Đồng Thanh Tâm sẽ giới thiệu cái người nữ ca sĩ ngày hôm nay sẽ tiếp chuyện cùng với Đồng Thanh Tâm cũng như là sẽ gửi đến quý vị lời ca tiếng hát. Đồng Thanh Tâm lần đầu tiên chào đón nữ ca sĩ Ngọc Lan. Chào Ngọc Lan. Rồi. Anh chào anh Sữa. Rồi, chào khán giả luôn đi em. Lời đầu tiên cho Ngọc Lan được này nó có lên chưa em? Lời đầu tiên cho Ngọc Lan được gửi lời chào thân thương. Ngọc Lan em bị khớp phải không? Chào lại đi. Tại vì á là không phải có cái mai như là em. Ở vòng vòng đây bốn anh đẹp trai cho nên em nó gục quá trời luôn. Rồi ok thôi bây giờ bình tĩnh đi cưng, rồi chào lại đi, nhìn khán giả chào lại một lần nè. Ngọc Lan xin được gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả khán giả quý vị ở khắp mọi nơi, một lời chào yêu thương nhất. Rồi chào Ngọc Lan đó. Rồi Đồng Thanh Tâm sẽ gửi lời chào ngay đến những người thân hữu đã vào trong, đặc biệt là có cô Hoa Siêu Thái ở New Jersey đã vào rất là sớm.
À, Đồng Thanh Tâm chào một người chị, là một người rất là dễ thương mà cũng là một người sẽ cùng Đồng Thanh Tâm đồng hành với Richita Baker, đó là chị nữ ca sĩ duyên dáng dễ thương Đông Đào. Chị cũng đang xem chương trình. Rồi chào mẹ Trang Kim, chào Tuyết Loan, chào Duyên Trần, chào Xuân Hương, chào Phạm Thủy Giang, chào Hoài Vũ nè, Nguyễn, chào anh nhạc sĩ Nguyễn Hậu, lâu quá không gặp nha. Đồng Tâm gửi lời chào tất cả mọi người, chúc mọi người ở Việt Nam một ngày mới thật là vui vẻ nha. Còn nếu mà quý vị nào ở Hoa Kỳ thì xem show cùng với Đồng Tâm xong rồi mọi người hãy đi ngủ cho nó ngon quý vị nha. Đó, ngày hôm nay có nữ ca sĩ Ngọc Lan lần đầu tiên đến với chương trình âm nhạc và làm đẹp ngày hôm nay. Chắc chắn Đồng Thanh Tâm sẽ không thể nào mà bỏ qua cô ấy. Tại vì mới giật nhạc chút xíu thôi với anh Nghĩa Sữa thì Đồng Thanh Tâm phát hiện được là Ngọc Lan là một cô gái khá là đặc biệt. Quê hương thì miền Tây, mà hát giọng thì nó để lát quý vị sẽ nhận xét. Riêng Đồng Thanh Tâm nhận xét là cô ấy hát cái âm hưởng nó hơi miền Trung. Cho nên là Đồng Thanh Tâm nói là ô, thì ra là miền Tây, đồng miền Nam, miền Tây, quê hương. Mà tại sao đến ngày hôm nay mà mình mới lại là gặp nhau, thì anh em chúng ta gặp nhau thì cũng là 2 năm mấy rồi. Lâu rồi, dạ. Lâu rồi, rồi đi show bận rộn mỗi người bay chỗ này bay chỗ kia. Đến ngày hôm nay thì anh em chúng tôi mới được hội ngộ tại chương trình âm nhạc làm đẹp, cùng với sự đồng hành của thương hiệu Richita Bihaku, là một thương hiệu mỹ phẩm trắng da trị nám đến từ Nhật Bản. Một lát nữa mình sẽ khai thác về hôm nay thì thấy Ngọc Lan mặc một cái đầm rất là đẹp. Và hình như là 2 năm mấy gặp lại Ngọc Lan có vẻ là tướng mi nhon hơn thì phải ta. Có bí quyết nào không chia sẻ cho mọi người chút xíu ơi? Dạ thì cũng không có bí quyết gì anh, thì em cũng điệu theo con gái bình thường, thì cũng đi gym nè, rồi cũng ăn uống ăn uống dữ đó, phải dạ, không? Dạ chút xíu vậy đó. Dạ, với lại cái quay của em hồi nhỏ lớn thì nó cũng có nhiêu đó thôi à. À vậy hả? Dạ. Tức là một cái dáng gọi là ông bà mình hay nói là gọi là sao ta? Mình dây phải không? Dạ, mình dây. Mình dây đái thắt lưng ông phải không? Dạ. Rồi đó, nhưng mà cái dáng này thì lên sân khấu là quay hình ra là nó rất là đẹp, tại dạ, nó vừa. Còn nếu mà những ai mà gọi là hơi tròn tròn tí xíu giống như anh này không, lên sân khấu nó hơi tròn hơn tí xíu, không dám đâu. Khán giả nói Đồng Thanh Tâm dạo này tròn hơn tí xíu, mà nói tới tròn tròn cái có người nhỏ của em đang tàn hán phía sau. Cười. Không, anh Sữa dễ thương lắm, anh Sữa chỉ có tròn ở cái bụng thôi hả, chứ không có tròn mà gì. Vậy mà anh đi vịt còn chơi ác nữa, quay ngay cái bụng không à? Cái đó là cố tình đó. Cố tình. Cố tình. Dạ. Rồi Đồng Thanh Tâm chào Kim Cúc nữa nè, cũng đang phát nè. Gì cô chúc cháu Đồng Thanh Tâm mua may bán đắt nha. Dạ con cảm ơn cô. Rồi chào chị Y Thảo và chị của Đồng Thanh Tâm ở Boston nữa nè. Rồi chào Hoa Nguyễn ở New York nữa nè. Chào Đoàn Đặng, chào Thiên Khánh, chào Thanh Sơn Nguyễn. Chào tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay đồng hành cùng với Đồng Thanh Tâm là nữ ca sĩ Ngọc Lan. Ngọc Lan cho Tâm hỏi chút xíu là lúc trước Đồng Thanh Tâm gặp Ngọc Lan là hình như là có hát với nhau trong những cái chương trình, nhưng mà Đồng Thanh Tâm không nhớ là Ngọc Lan đi chuyên về cái dòng nhạc nào. Hôm nay sẵn chia sẻ cho mọi người là Ngọc Lan hát cái dòng nhạc nào, chuyên cái dòng nhạc nào. Dạ thì em chuyên về bolero anh. Chuyên bolero. Dạ. Vậy là gọi là đụng hàng với Đồng Thanh Tâm rồi đó. Dạ. Ừ. Thì bữa nay hai anh em mình kết hợp. Vậy là hôm nay là kết hợp song ca là sẽ có rất là nhiều bài song ca bolero đây. Dạ. Đó, chào Chamding nè nha, chào mọi người cũng mới vào xem nè. Đó. Rồi thôi bây giờ mình hát một bài đi. Mình giới thiệu mình hát một bài đi. Nghe nói bolero bắt đầu là cái máu nó ngứa lên đó quý vị. Đó. Có máu sẵn trong người đó. Đó, máu bolero. Rồi hôm nay gặp cô gái miền Tây luôn. Rồi bây giờ mình hát một bài nào liên quan tới miền Tây một chút anh. Nếu chúng mình cách trở. Nếu chúng mình cách trở hả? Bài hát này là lần đầu tiên mà Đồng Thanh Tâm sẽ trình diễn, chưa bao giờ hát là nếu chúng mình cách trở rồi. Tức là những cái bài hát mà thường thường thì Đồng Thanh Tâm hát thì song ca thường thường nó hay nên đôi phải không? Này chia ly quá, này giờ hôm nay mình chơi một chuỗi chia ly luôn ha. Trời ơi. Rồi Đồng Thanh Tâm chào anh Đức Hưng cũng đang xem nha. Rồi bây giờ đây thì Đồng Thanh Tâm và Ngọc Lan sẽ gửi đến quý vị một ca khúc trữ tình bolero mà hầu như là tất cả những anh chị em nghệ sĩ nào yêu thích dòng nhạc bolero đều có hát ca khúc này. Tại vì nhận được một cái lời đề nghị dễ thương của Ngọc Lan là anh ơi em muốn hát với anh bài này. Đó, cho nên là Đồng Thanh Tâm đã search qua chút xíu trên YouTube thì Tâm thấy ô rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ đàn tiền bối có nè, các anh chị có, các đàn em Úc sau này cũng có rất là nhiều người hát bài này. Mời mọi người cùng nghe lại và ca khúc được mang tên Nếu Chúng Mình Cách Trở. Mọi người cho tim nhiều nhiều nha. Đó.
chào Tài Ngọc. Nếu lỡ chúng mình hai đứa xa nhau, nhìn mưa trên phố em có thương sầu, có nghe cánh mắt chiều mưa đổ, có nghe lòng xót xa đau, hay em vội quên ngày đó. Còn trái ngang, anh ơi đừng nói làm em sợ và dối mình cách chờ. Em để tang anh suốt cuộc đời. Nếu lỡ chúng mình hai đứa hai nơi, làm sao anh sống khi mất em rồi. Vắng anh đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết anh thôi, thề yêu anh yêu mãi muôn đời. Rồi cảm ơn bà chị, cảm ơn Hoài Vũ nha, cảm ơn cô Hoa Siêu Thái cho những hoa hồng nè. Xong ca tuyệt vời. À, Đồng Thái Tâm chào chị Thủy nha, mới vào xem. À, Đồng Thái Tâm chào bạn Tiến nghe. Vẫn biết yêu em yêu nhiều lắm, nhưng tình ta mãi còn trái ngang. Anh ơi, đừng nói làm em sợ và dối mình cách chờ. Em để tang anh suốt cuộc đời. Nếu lỡ chúng mình hai đứa hai nơi, làm sao anh sống khi mất em rồi. Vắng anh đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết anh thôi, thể yêu nhau yêu mãi muôn đời. Vắng tâm đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết nhau thôi, thể yêu đó. Bây giờ để Đồng Thanh Tâm sẽ hỏi khán giả nè. Hát chung với Ngọc Lan lần đầu tiên một cái bài hát mà gọi là Đồng Thanh Tâm cũng chưa hát bao giờ luôn. Nghe rất là nhiều anh chị em bạn bè đồng nghiệp đã hát rồi mà Đồng Thanh Tâm hát lại với Ngọc Lan. Một cô gái được mệnh danh là sao ta? Công chúa của bolero mà hát đặc trưng giọng của nó hơi miền Trung quá anh nghĩa. Giống như mấy cái câu gì đó, cái câu nãy nghe câu nào mà Đồng Tâm hát rồi Đồng Tâm thấy nó hơi lạ lạ, nó ra kiểu âm hưởng miền Trung. Không, nó ra miền Tây, ví dụ như là cái gì? Chỗ nào nè?
gì vắng anh đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết anh thôi đó, thề yêu anh yêu đến cái kiểu nhờ đúng không? Nhưng mà cũng rất là đặc trưng, rất là lạ. Cho hỏi thăm chút xíu là quê gốc của mình là thiệt lòng là ở miền Tây đúng không? Vĩnh Long phải không? Vĩnh Long. Rồi ông thì cũng miền Tây luôn. Ông bà mình có ai là gốc ở ngoài miền Trung và trong Nam không? Chắc miền Trung chắc là không. Không luôn á hả? Không. Chắc em bị cái gì rồi. Chắc có lẽ là Ngọc Lan có yêu thích một cái thần tượng giọng nữ nào đó, ví dụ như chị Vân Khanh kiểu vậy. Nó lai lai miền Trung. Em cũng không biết nữa. Nhưng mà em thường lúc mà trước khi mà em đi vào nghề ca hát đó, thì em thường nghe nhạc của ca sĩ nào? Thì em nghe nhạc của ca sĩ Phi Nhung. Chị Quỳnh. Phi Nhung. Chắc là bị âm hưởng của chị Như Quỳnh rồi đó. Chị Như Quỳnh quê Quảng Trị. Nhưng mà chị hát ra chất của Nam Bộ. Còn những bài nào miền Trung thì chị hát ra chất miền Trung. Còn như em là lát nữa anh phải khai thác Ngọc Lan phải hát một bài nào nó ra đúng chất miền Nam mới được nha. Lát nữa một câu hò hay là một điệu lý gì đó cho nó dân ca chút xíu nha, chuẩn bị nha. Đó. Rồi mọi người, tất cả khán giả hay là bạn bè, khách hàng của Đồng Thanh Tâm đang xem chương trình âm nhạc làm đẹp cùng với Đồng Thanh Tâm ngày hôm nay, thì quý vị có những cái yêu cầu gì, có những thắc mắc gì về sản phẩm, cũng như là về muốn yêu cầu ca sĩ hát những bài gì, hay là tâm tình, tâm tư, tình cảm, hay là khai thác nữ ca sĩ xinh đẹp Ngọc Lan ngày hôm nay, hay là bất cứ một yêu cầu gì, quý vị hãy comment phía dưới cho Đồng Thanh Tâm nha. Và trước tiên thì Đồng Thanh Tâm cũng sẽ cảm ơn quý vị luôn luôn đồng hành cùng với Đồng Thanh Tâm. Và quý vị nhớ nha, xem chương trình vui nhưng mà nhớ giúp Đồng Thanh Tâm chia sẻ cái chương trình này lên trang cá nhân của mình quý vị nhé, để cho rất là nhiều người bạn bè trong Facebook của mình biết đâu sẽ giúp được họ biết được cái thương hiệu này. Richita Bihaku là một thương hiệu mỹ phẩm đến từ Nhật Bản và giúp cho quý vị cải thiện những cái vết thâm, vết nám, tàn nhang, đặc biệt là các chị em phụ nữ Á Châu của mình mà thích được làn da trắng hồng như các cô gái ở xứ sở Phù Tang Nhật Bản đó, thì hãy dùng Richita. 100% được sản xuất từ thảo dược thiên nhiên và sản xuất tại Nhật Bản và được FDA cho phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ và được lưu hành khắp thế giới. Thì vậy hãy yên tâm về nguồn gốc xuất xứ cũng như là chất lượng của người Nhật Bản đã cho vào trong cái sản phẩm Richita ngày hôm nay để gửi đến quý vị nha. Chỉ một cuộc điện thoại thôi. Nếu đang xem được chương trình và mình hay là những người thân của mình đang gặp vấn đề về da, muốn cải thiện da nhanh nhất và an toàn, thì hãy dùng Richita. Mọi chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại luôn luôn hiển thị trên màn hình 714-595-3228, 714-914-4242. Hoặc nếu quý vị nào ở Cali thì có thể đến ngay trực tiếp tại showroom của Richita tại Nam Cali, tọa lạc tại 9361 Bosa Avenue, Suite 203, Westminster, California 92683. Nếu quý vị nào ở Việt Nam thì liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Đào, số 60 đường Hoa Phượng, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Sài Gòn. Liên hệ với nữ ca sĩ xinh đẹp Đông Đào nha. Chị ấy sẽ tư vấn và sẽ chăm sóc tốt cho quý vị hơn ở khu vực ở Việt Nam. Còn nếu quý vị nào ở bên Atlanta, tiểu bang Georgia thì đến với trụ sở chính tại 5950 Light of Parkway, gần khu chợ Hồng Kông 2 đó, thì trụ sở chính của Richita Bihaku tại Atlanta. Đó. Còn ngoài ra thì quý vị ở tiểu bang, ở tất cả các tiểu bang Hoa Kỳ thì chúng tôi có chương trình free shipping cho quý vị hãy gọi cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục vụ cho quý vị tận tình, chu đáo. Và mọi thắc mắc chi tiết về thông tin về sản phẩm thì hãy gọi cho Đồng Thanh Tâm 714-595-3228, 714-914-4242. Rồi, rất là nhiều lời yêu cầu đã được yêu cầu đây. Bạn Tiến yêu cầu hai lối mộng đi bạn ơi. Còn chị Jay Sì Lê thì Đồng Thanh Tâm hát Nhật thật nhé. Chị Ngọc Lan ơi, chị xinh và dễ thương quá à. Đẹp thùy mị, dịu dàng, đầm thắm, giọng nói ngọt ngào. Trời ơi, gì khen dữ vậy? Thank you nếu, em. Chị Jessie Lê nói hỏi nếu ở Houston. Ở Houston thì để Đồng Thanh Tâm sẽ check lại cái địa chỉ ở bên Houston. Nhưng mà nếu mà chị ở Houston thì chị có thể order, thì công ty cũng sẽ ship hàng đến địa chỉ cho chị. Nó cũng sẽ dễ hơn. Còn Tâm sẽ cho chị cái số Houston sau cái chương trình này nha, chị Jessie Lê ơi. Còn bây giờ thì mọi người yêu cầu Đồng Tâm hát Nhật thực thì hơi buồn ấy nha, chị Jay Sì Lê. Nhật thực thì quá buồn luôn á. Hai lối mộng, bạn Tiến Trần yêu cầu hai lối mộng. Vậy giờ mình sẽ hát nửa bài hai lối mộng cho bạn Tiến yêu cầu ha. Một người bạn của Đồng Thanh Tâm rất là lâu rồi. Này là bạn học luôn á, bạn hồi cấp sách tới trường luôn á. Mà lâu quá mới gặp lên rồi. Xin giá biệt bạn Long ơi. Hình như là pha thứ thì phải. Ý, không phải hai lá mộng đâu chứ, đâu thứ. Hát nhiều quá quên luôn rồi.
Đâu đi anh. Rồi. Mời mọi người nghe bài Hai Lớp Mộng nha, một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương. Nửa bài thôi nha Tiến ơi, sau đó mình sẽ hát những cái bài khác để tặng cho khán giả khác. Mọi người yêu cầu nha, Ngọc Lan đang chuẩn bị. Ngọc Lan chuẩn bị nha, Ngọc Lan nha. Xin giá biệt bạn lòng ơi, trao trả mỗi người cười. Vì hai lối mộng hai hướng trong, mình thương nhau chưa trọn, thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời, cho dù chưa lần nói. Nhưng nếu còn đẹp vì nhau, xin nhẹ đi vào sâu. Người thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu, mình chia tay đi nhé, để chốn nào với chiều mưa gió lòng ta dừng vui bên mộng. Bao lần đi gối mỏi chân mòn, tâm tư nặng vai gánh, đường trần cho đến nay chỉ còn bờ mi khép kín. Giấc ngủ nào quên, giấc ngủ nào gọi tên. Thôi nhắc nhớ để mà chi, quay về xưa làm gì. Giờ hai lối mộng hai hướng đi, niềm ưu tư tôi đếm, từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm, sao rùng nửa đường đêm. Niềm ưu tư tôi đếm, từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm, sao rùng nửa đường đêm. Hôm nay rồi Ngọc Lan có lời nào yêu cầu bên đó chưa? Bên đây yêu cầu Ngọc Lan nhiều bài mà không biết là Ngọc Lan có đáp ứng được hay không nè. Có người quên lời hứa. À lời hứa gì đó. Ok Liễu, không phải là quên lời hứa đâu. Tại vì Tâm ở Cali và công ty trụ sở chính ở bên Atlanta, cho nên là mọi người order sản phẩm và muốn Đồng Thanh Tâm được tặng kèm CD đó, thì chắc chắn Đồng Thanh Tâm sẽ gửi tặng hết cho tất cả quý vị. Yên tâm đi, không có thiếu ai hết. Chỉ có điều là khi mà Đồng Thanh Tâm về bên đây rồi thì công ty xuất hàng nhiều khi là bận biểu quá nhiều. Có trụ sở chính ở Osaka Shi, Yotoku và văn phòng thương mại tại Ginza. Tặng cho quý vị hết, cũng như là những mà CD mới nhất của Đồng Tâm sẽ ưu ái cho những khách hàng của Richita, đặc biệt là những khách hàng mà yêu thích tiếng hát của Đồng Thanh Tâm, thì những CD của Đồng Tâm quý vị đều có. Vì order sản phẩm, trong mỗi bộ sản phẩm đều có CD của Đồng Thanh Tâm gửi tặng cho quý vị. Nếu quý vị yêu thích và yêu cầu thì công ty sẽ bỏ vào cho quý vị thật là nhiều những CD của Đồng Thanh Tâm nha. Không có thất hàng đâu, Liễu Huỳnh yên tâm nha. Rồi, Đồng Thanh Tâm chào Barcelona. Hên quá, hôm nay vào sớm gặp anh Tâm. À rồi, cabin Hoàng Hiếu, chào cabin Hoàng Hiếu đó nè. Rồi thôi bây giờ mọi người yêu cầu chị Ngọc Lan hát một bài đơn ca đi, gửi tặng cho mọi người. Chị Ngọc Lan chuẩn bị chứ Ngọc Lan ơi? Dạ em ready rồi. Rồi, hát bài gì? Giới thiệu cho mọi người luôn nè, Ngọc Lan ơi. Lan hát bài Lại Nhớ. Lại Nhớ ai? Em chưa giới thiệu bài thì có người đã comment nói là Lại Nhớ Người Yêu phải không Ngọc Lan kìa. Ok dạ em... Cái bài này nó gắn liền với Ngọc Lan cho nên là bây giờ chưa hát là người ta đã biết em sắp hát cái bài này rồi. Họ Lại Nhớ chưa? Người Yêu đi anh. Hay là đi đâu cũng hát có một bài ruột. Đi đâu hát có bài ruột. Chắc nghi sao quá anh biết hả? Vậy nghi quá hà, mỗi người có một bài ruột. Dạ rồi. Dạ Lại Nhớ Người Yêu pha thứ đi. Ok Hoàng Vũ, chị hát Lại Nhớ Người Yêu tặng em đây.
chào Thắm Nguyễn đang xem nha. Mọi người có yêu cầu gì comment phía dưới giúp Đồng Thanh Tâm nha. Đồng Thanh Tâm chào Hân Phạm nè, chào Hà, chị Hà, Ugo, chào bạn Thiên Ma, Kim Anh Võ, Trang Cao Huy, chào Hoàng Ân, Lý Kim Vân, Trà My, Linda Lam, Ellie Trần. Vì sao em nhớ anh thế này? Quá hay. Thương nhớ đông đầy trong lòng mong. Buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Anh hỏi anh có hiểu có hay? Trời xây thành lưới, biển trời nào mà không xanh thì anh ơi nhớ cho rằng anh hiển nhiên chiếm ngự hồn. Chị Ngọc Lan hát hay tuyệt vời. Em cảm ơn chị Giang. Lê Cao Tùng em trai thì khen là ngọt quá hà. Cô Hoa Siêu Thái em khen là hay quá cháu Lan ơi. Cho Ngọc Lan. Không sao cưng, rồi tắt hướng đi. Lâu lâu tại vì âm thanh của em nó lấn át cái âm thanh micro quá đó. Chắc vậy đó, em hát sao nó ồn quá. Rồi, Đồng Thanh Tâm gửi lời chào đến Helena Đặng, khen là ai hát hay vậy ta. Chào Phạm Thái, Đồng Thanh Tâm chào chị Phạm Thúy Hà. Chào Phúc Quang Nguyễn nha. Đó, mọi người cũng vào xem. Vỗ tay cho trái tim rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà. Đó. Rồi mọi người có yêu cầu gì thì tiếp tục comment phía dưới nha. Đó, còn bây giờ thì khai thác Ngọc Lan chút xíu coi.
ngoài công việc Ngọc Lan đi hát theo nghề ca hát thì được bao nhiêu lâu rồi? Cũng gần đây thôi anh, cũng khoảng 5 năm rồi. À, mới có 5 năm theo nghề thôi không? Dạ. Thấy sao cái nghề nó có như màu hồng không, hay là nó có sao không, có thể trải nghiệm chút xíu, chia sẻ sự trải nghiệm 5 năm của mình không? 5 năm là chỉ có 1/3 đoạn đường của anh thôi đó cưng. Dạ, rồi tiếp theo. Nhưng mà thì có máu là từ nhỏ rồi. À, máu từ nhỏ rồi, máu nghệ sĩ phải không? Mới đi vào nghề để mà thực sự mình đi vào nghề luôn đó thì là 5 năm. Thì nó lúc đam mê thì không có nói, rồi lúc mình thực sự đi vào nghề thì nó cũng có nhiều cái mà buồn vui lẫn lộn anh. Nhưng mà vì yêu nghề và vì đam mê em sẽ em sẽ cố gắng tiếp tục nuôi dưỡng cái ngọn lửa của mình phải không? Ok, thì cũng chúc cho Ngọc Lan sẽ đạt được những cái điều mong mỏi của mình trong con đường sự nghiệp ca hát. Em cảm ơn anh. Bên cạnh đó thì ngoài ca hát thì Ngọc Lan còn làm công việc gì khác không? Dạ, bây giờ thì em độc quyền cho công ty Bomber ở Vi Gạch, là cho Mỹ bán về cũng sản phẩm về mỹ phẩm, thuốc này kia. Dạ. Rồi độc quyền là độc quyền sao? Dạ, em là người mẫu quảng cáo cho người công mẫu, ty. Người mẫu. Thì em cũng mới đây thì em cũng là người ta cũng mời làm bên cái máy Kangin đó, máy Kangin đó anh. Máy nước để quảng cáo, máy rồi, lọc nước đó phải không? Rồi Kangin. Rồi collagen, rồi nói chung là nhiều quá. Nói chung là làm đẹp là nghề của em. Làm đẹp là nghề của em. Dạ. Rồi thì hồi nãy thì Đồng Thanh Tâm có nghe Ngọc Lan nói là có một những người bạn của Ngọc Lan có hỏi thăm về sản phẩm làm đẹp ngày hôm nay. Dạ đúng rồi anh. Đó, thì sẵn đây thì Đồng Thanh Tâm sẽ giới thiệu luôn cho quý vị cũng như là tất cả những người bạn mới của Ngọc Lan đang thắc mắc về sản phẩm làm đẹp ngày hôm nay cùng với Đồng Thanh Tâm. Thì Đồng Thanh Tâm đang đồng hành cùng với thương hiệu Richita Biyaku, là một thương hiệu mỹ phẩm trắng da và trị nám đến từ Nhật Bản, mà trong thời gian qua đã mang niềm vui đến rất là nhiều cho những chị em phụ nữ bị nám da, bị sạm da, hay là những quý ông luôn, quý ông, quý anh mà muốn cái làn da mình trắng hơn chút xíu. Nhiều khi trong cuộc đời mọi người cống hiến nhiều cho gia đình, cống hiến nhiều cho xã hội, cống hiến nhiều cho công việc mà quên đi cái bản thân mình. Lâu lâu một ngày nào đó bất chợt mình nhìn vào trong gương, mình thấy những cái vết thâm, vết nám, thấy cái da mình bị lão hóa. Thì thật sự rất là nhiều người gọi điện riêng cho Đồng Thanh Tâm và tâm sự là thấy cái thương hiệu này và biết không biết là sử dụng như thế nào, thì mong Đồng Thanh Tâm chia sẻ. Thì Đồng Thanh Tâm rất là vui đã chia sẻ đến cho những vị khách hàng đó, và Đồng Thanh Tâm đã mang được niềm vui cho họ. Họ đã cải thiện đi da của mình rất là nhiều rồi. Những vết thâm, vết nám nó đã mờ hẳn đi, da mình có vẻ mạnh khỏe hơn, trắng trẻo hơn. Tại vì Ngọc Lan biết không, tất cả những sản phẩm của Richita Biyaku đều hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên. Và đó là những tinh túy và tinh hoa của người Nhật Bản đã cho vào trong sản phẩm này. Mà đây là cả một quá trình của hai người anh chị của Đồng Thanh Tâm, đó là chị CEO Thùy Trang và anh Resident Quý Nguyễn, đã bỏ công sức của mình ra rất là nhiều để qua tận Nhật Bản. Và sau rất là nhiều, một cái chuyến công tác dài mấy năm trời, mới tìm được một cái nhà máy chuyên sản xuất một cái thương hiệu, một cái dòng mỹ phẩm thôi, chuyên đi một dòng thôi, đó là trắng da và trị nám. Tại vì anh chị biết được là cái người Việt của mình á, rất là yêu thích trắng là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là sau 30 tuổi phụ nữ, kể cả đàn ông, sẽ bị lão hóa. Đó là quy luật, không thể nào mà chúng ta thoát khỏi cái quy luật đó. Cho nên chị muốn mình phải dùng một cái, mình phải kiếm một cái thương hiệu nào thật là tốt của Nhật Bản để đem đến cho người Việt mình ở khắp nơi ở trên quả địa cầu này. Thì đó là cái ước mơ ấp ủ của chị CEO Thùy Trang, đã tới 25 năm mới được hình thành và phát triển như ngày hôm nay, đã mang đến cho vị một thương hiệu rất là an toàn và hiệu quả rất là nhanh chóng. Thì trong thời gian ngắn thôi, quý vị sử dụng từ 1 đến 3 tuần thôi, quý vị sẽ thấy sự cải thiện của da của mình rất là nhanh. Cho nên là bạn bè của Ngọc Lan và tất cả quý vị đang xem chương trình, nếu chính quý vị hay là những người thân quý vị đang gặp vấn đề về da, bị nám da, nào bị sạm da, hay là da quý vị chưa có được sáng, muốn cải thiện, hay là trên body của mình có những cái nơi nào có những vết thâm, vết nám, thì quý vị sử dụng Richita đi, nó sẽ cải thiện cho quý vị cả cơ thể của quý vị luôn. Với một công thức vô cùng hiện đại và tiên tiến. Bên trong chúng ta có viên uống, thảo dược. Bên ngoài chúng ta có những sản phẩm dùng như là sữa rửa mặt, serum,
kem hoặc Clear Milk Lotion. Nó sẽ đặc chế riêng cho quý vị, nếu quý vị da nào sẽ có những cái bộ mỹ phẩm phù hợp cho da của quý vị. Cho nên là quý vị muốn làm đẹp thì quý vị phải dùng Richita như một người bạn không thể thiếu về da. Muốn đẹp da thì phải là Richita. Cho nên là chương trình đang có những cái promotion rất là giá trị quý vị đang thấy trên màn hình đó. Hiện tại vẫn đang còn nha quý vị. Mua 3 lọ viên uống sẽ được tặng ngay một lọ. Đó, đây là một cái sự là đặc ân của anh chị Resident. Muốn cho quý vị có cơ hội sử dụng thêm thôi. Chứ người Nhật người ta không có tặng phẩm đâu nha Ngọc Lan. Mình đi qua Nhật mình mua trả giá đúng. Cái giá đó là mua giá vậy chứ không có tặng thêm bất cứ một cái gì. Tại vì người Nhật họ quan trọng cái chất lượng bên trong. Họ không có phải vì mà mua cái này đi được tặng cái này, mua cái kia. Không có chất lượng người ta cũng không cần. Đó, cho nên là chính vì sao mà sản phẩm này được có là cái promotion thì là tại vì anh chị muốn hiểu được, am hiểu cái người Việt Nam của mình á. Thích, tức là mua cái gì phải được giảm giá chút đỉnh hoặc là được tặng thêm cái gì đó. Cái này là sự thật quý vị. Cho nên là anh chị quyết định là đàm phán với nhà sản xuất Nhật Bản là phải có tặng phẩm cho người Việt Nam của tao đi. Một thời gian ngắn thôi cũng được. Cho nên là những cái promotion vẫn đang có quý vị. Hãy liên lạc với Đồng Thanh Tâm nha. 714-595-3228, 714-914-2422. Đó, đang có những promotion rất là giá trị và trong thời gian ngắn thôi. Cho nên là quý vị hãy gọi cho Đồng Tâm khi xem được chương trình quý vị nha. Rồi bây giờ thì chuyển qua cho Ngọc Lan nè, hỏi thăm Ngọc Lan tiếp nè. Có một anh chàng rất là dễ thương hỏi là Ngọc Lan nhìn rất là đẹp, rất là dễ thương. Ngọc Lan có người yêu chưa? Thôi cái này là hỏi thẳng luôn nha. Ừ, hỏi thẳng luôn. Trả lời nhẹ đi. Dạ chưa. Rồi chưa. Dạ. Chưa làm sao? Lúc nào mà trắng trợn dữ vậy? Em không biết ai hỏi em để coi ai vậy, nhưng mà em chưa có bạn trai. À, chưa có bạn trai. Dạ. Rồi không sao độc đó. Độc thân dư tính. Độc thân dư tính. Dạ. Rồi. Rồi để coi còn câu hỏi nào nữa không? Ôi mọi người yêu cầu rất là nhiều bài hát nè, bây giờ mình phải hát. Anh Đỗ Tuấn đừng nhắc chuyện lòng. Đó. Đừng nhắc anh chuyện Đỗ Thanh lòng. Tuấn đừng yêu cầu em hát đừng nhắc chuyện lòng. Đừng nhắc chuyện lòng. đừng nhắc chuyện lòng mà thì em cũng ok, mà có ngâm thơ chút xíu cho nên. Ngâm thì cứ ngâm không sao đâu em, cứ vô tư đi. Ok anh Tuấn, anh Đỗ Thanh Tuấn, ok em nói chuyện với anh Tâm một chút xíu, em sẽ hát cái bài đừng nhắc chuyện lòng thằng anh. Rồi nha. Muốn hỏi gì nữa? Dạ em có hỏi gì đâu, anh có hỏi em cái gì không? Khán đó bạn bè em hỏi thì em trả lời rồi. Đó dạ. quên nói giá cho bạn bè của Ngọc Lan. Dạ, nữa dạ, chứ đúng rồi anh. Đồng Thanh Tâm khuyên tất cả quý vị, nếu như mà quý vị muốn cải thiện da của mình thì trước tiên là Đồng Thanh Tâm vẫn hay nói với mọi người đó, hãy dùng đúng cái công thức của người Nhật Bản, đó là bên trong uống bên ngoài thoa thì nó sẽ hiệu quả rất là nhanh và nó an toàn nha quý vị. Thì chọn một set như vậy đó, với giá dành cho da khô chỉ có 496 đô la mà thôi, chúng ta có sở hữu được 4 lọ và được tặng thêm một lọ viên uống thảo dược đẹp da bên trong nữa. Mà quý vị nghe 496 chắc chắn sẽ có một số khán giả sẽ cho rằng giá hơi cao, nhưng mà đối với Đồng Thanh Tâm thì thật sự nó không cao chút nào quý vị. Quý vị sử dụng được một set như vậy, sử dụng được 3 cho tới 5 tháng mà, chứ không phải sử dụng có 1 tháng hay 2 tháng nó hết. Cho nên quý vị tính một bài toán nho nhỏ thôi, cho là 500 đi, xài cho 3 tháng đi, bình quân mỗi ngày quý vị tốn khoảng 5 đồng cho làm đẹp. Yeah. Cho làm đẹp mỗi ngày chỉ có 5 đồng thôi, chúng ta tính như vậy đó, chúng ta thấy rất là tiết kiệm và rất là phải chăng. Mà đây là một cái bộ mỹ phẩm cao cấp đến từ Nhật Bản nha quý vị. Đến từ Nhật Bản chứ. Và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Chúng ta an tâm hơn khi tất cả những sản phẩm của Richita đã được đăng ký và tuân thủ các quy định của FDA tại Hoa Kỳ, để được nhập khẩu vào Hoa Kỳ và được lưu hành khắp nơi trên quả địa cầu này. Thì quý vị hãy yên tâm về sản phẩm của Richita. Da khô 496, da dầu 496, da khô 542. Và nếu quý vị có những làn da khác thì chúng tôi sẽ có những cái bộ mỹ phẩm dành cho da của quý vị, da hỗn hợp hay là da nhạy cảm. Chúng tôi đều có những sản phẩm phù hợp cho quý vị. Tất cả những sản phẩm của chúng tôi đều không gây kích ứng da cho quý vị. Tại vì cái test đầu tiên là cái test dị ứng. Cho nên là có nhiều người xài quen một loại mỹ phẩm sợ là thay đổi sẽ bị dị ứng. Nhưng mà không, quý vị thử sử dụng của Nhật Bản đi. Tất cả những sản phẩm khác của những thương hiệu đất nước khác thì Đồng Thanh Tâm không dám phê phán những sản phẩm nào. Nhưng mà quý vị chọn những sản phẩm nào nó có cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Mà theo Đồng Thanh Tâm nghiên cứu về da thì sản phẩm nào mà
bôi lên da mà chúng ta không thấy ngứa mà chúng ta thấy mát da thì đó là sản phẩm chất lượng. Anh Tâm ơi, anh xài cái gì mà da anh đẹp chứ vậy? Thì đây, chia sẻ đi. Hôm nay thì Ngọc Lan có nghĩ là mình lên chương trình như thế này là nghĩ là anh phải make up lên đúng không? Yeah, nothing. Thấy rõ ràng là đâu có make up. Wow. Là Đồng Thanh Tâm. Đồng Thanh Tâm dùng con người thật của mình. Tại vì tất cả những người bạn bè, đồng nghiệp, anh chị em, khách, khán giả đều nhìn mình bằng cái người thật, việc thật ở bên ngoài. Chứ Đồng Thanh Tâm không có muốn mọi người nhìn qua hình ảnh gì đó. Thì lúc nào lên sân khấu quay hình chúng ta cũng sẽ có make up, có phấn, có son. Nhưng mà lên chương trình âm nhạc và làm đẹp, Đồng Thanh Tâm dùng cái gương mặt mộc 100% của mình để là một cái nhân chứng sống cho quý vị thấy là da rất là đẹp nó luôn. Tự nhiên như vậy cả đó. Nhà ơi, rất là đẹp. Da tự nhiên và nó hồng hào một cách tự nhiên luôn nha quý vị. Cho nên là quý vị muốn cải thiện da của mình, kể cả nam và nữ, thì hãy liên hệ với Đồng Thanh Tâm để sử dụng cái sản phẩm này thôi. Chắc chắn quý vị sẽ yêu thích cái dòng sản phẩm này. Quý vị đi đâu cũng sẽ được nựng cái da giống như Đồng Thanh Tâm vậy đó. Thiệt, đi ra ngoài là được mấy chị, mấy anh là cứ lại gờ gờ cái da mặt con này có xài gì không, ví dụ vậy. Nhưng mà anh Tâm, sử dụng cho em gợn cái vô tư, vô tư đi. Vô tư. Nam thì dễ thôi quý vị, hai loại thôi. Viên uống thảo dược đẹp da bên trong, bên ngoài sữa rửa mặt. Chai này Đồng Thanh Tâm xài 4 tháng chưa hết. Còn lọ thuốc á, đối với quý vị nào mới uống lần đầu thì mỗi ngày uống 4 viên. Sáng 2 viên, chiều 2 viên, trước khoảng 30 phút. 2 tuần thôi, da khác liền. Đó là một cái công thức rất hiện đại. Nó có tên dễ thương lắm. Beautiful Skin. Chỉ là thảo dược đẹp da thôi. Nhưng mà khi chúng ta dùng rồi, chúng ta đặt, khán giả đặt cho một cái tên rất là dễ thương. Thần dược đẹp da. Là tại vì sao nó hiệu quả rất là nhanh chóng. Có cái chị Châu ở tiệm tóc ở Westminster Rockhead nè. Chỉ dùng đúng tuần thôi, gọi điện cho Đồng Thanh Tâm ríu rít: "Ồ, chị cảm ơn em Đồng Thanh Tâm ơi. Ôi, uống cái thuốc này mới còn từng thôi mà da chị nó căng, nó hồng, chị thích quá trời thích luôn." Và những cái vết thâm vết nám nó phai đi. Lâu lâu Đồng Thanh Tâm lại thăm chị, ghé thăm chị, ghé cho chị cắt tóc thì nhìn da chị cái dạo này hình như là bớt uống phải không? Ủa sao em biết? Chị mới đi du lịch chị bỏ quên cái hũ thuốc ở nhà. Là em biết liền, là Đồng Thanh Tâm nhìn cái da Đồng Thanh Tâm biết liền là chị ngưng uống, kêu về uống liền đi nha. Đó, chị uống liền là nó vậy sẽ khác ngay liền. Trong lúc này là mua hai mà tặng được một hộp. Mua 3 lọ sẽ được tặng ngay một lọ quý vị. Okay. Mỗi ngay lọ lúc này chị giá là 120 đô la. Đó. Đồng Thanh Tâm chào Khánh Băng, chào chị Nguyễn Ngọc Thanh. Chào Sony Lưu. Chào sư cô Huệ Minh, Chen Nguyễn, Tuyết Phạm. Đó, mọi người yêu cầu gì rồi, bây giờ em hát tặng bài cho khán giả chưa? Dạ. Nè, Hoàng Ân là yêu cầu bài Đoạn Tiệc nữa nè. Rồi ai nữa, còn những cái bài gì mà nó lướt lướt qua Đồng Thanh Tâm quên là mệt nữa. Đêm tóc rối nữa nè. Trời ơi, rối tóc luôn á nghe. Thôi em hát nữa trời bài. Ơi, đắp mộ cuộc tình nữa kìa rồi. Nửa bài thôi nha anh. Rồi mình nửa bài cái mình hát câu ao. Em ngâm thơ trước rồi anh cứ dạo. Rồi bài hát gì? Thì em yêu cầu theo cái lời yêu cầu của anh Đỗ Thanh Tuấn, yêu cầu quá trời luôn, cho nên là em đặc biệt cho anh Tuấn nha. Em gửi đến bài hát Đừng Nhắc Chuyện Lòng. Tôi còn trong đó đã đưa ngang từ thuở nào, thì thôi người cứ yên tâm nhẹ, tôi chẳng bao giờ dám nói. Kỷ niệm hãy để ngủ yên
xót xa. Dù em không muốn dối lòng, dù không khơi đông cho tàn, hỏi lòng mấy ai không còn rất là dài. Rồi, rất là nhiều trái tim gửi cho Ngọc Lan rồi. Thôi thì bây giờ khán giả yêu cầu thì mình phải phục vụ hết những bài mà khán giả yêu cầu. Rồi bây giờ tới Đồng Thanh Tâm trả nợ nè. Đắp mộ cuộc tình Đồng Thanh Tâm. Trời ơi. Rồi đắp mộ cuộc tình xong rồi tới gì nữa? Tới đêm tóc rối. Nửa bài thôi. Nửa bài thôi, anh em hát nửa bài thôi. Rồi đoạn tuyệt nữa, trời ơi. Các bụi cuộc đời nữa. Ôi. Anh nhớ còn đường tình đôi ngã nữa đó. Rồi rồi nhớ rồi, thôi bây giờ đắp mộ cuộc tình. Bây giờ mình đắp nửa bài đi. Xây giấc mộng ban đầu. Chắc hát liên khúc luôn á. À, đáp ứng theo yêu cầu của chị JC Lê nha. Đợi em anh. Rồi. Này khán giả yêu cầu bài đọc không nè. Xây giấc mộng ban đầu, yêu người thuở mới đôi mươi, em đang đồ trắng tròn. Từng ngày qua phố với thề, để rồi lỡ mối duyên thơ ra đi chẳng ra từ. Ngày em thấy áo hoa pháo đỏ diêu nồng, có ai nát cả cõi lan bước bên chồng. 20 năm cuộc mộng dở dang, khắc sâu bóng nàng lắng trong cung đàn. Em giờ ở đâu hát vui duyên mới? 20 năm cuộc rượu còn đây, uống qua tháng ngày, cố quên đi người, say hoài sầu không bơi.
tình duyên ta tiếc uống thêm ly này. Ôm giấc mộng lỡ làng những chiều lắng tiếng mưa rơi, đêm say chờ trắng tàn. Từng thu thấy lá, lá rơi đắp mồ cuộc tình, lá bay chất nắng tuổi đời. Nhớ người ta rót ly này. Từng thu thấy lá, lá rơi đắp mồ cuộc tình, lá bay chất nắng tuổi đời. Nhớ người ta rót ly này. Trời ơi, não nuột quá anh Tâm ơi. Cả nhà cho anh Tâm một chàng vỗ tay đi được không ạ? Kìa, quá trời chàng vỗ tay luôn kìa. À, mình hát nửa bài thôi, hôm nay mọi người yêu cầu nhiều lắm luôn nè. Rồi trả luôn đi, bây giờ trả tiếp đi, em có bài nào trả tiếp? Anh trả đi. Anh trả luôn hả? Anh trả luôn đi. Rồi để coi coi bài gì. Đoạn tuyệt. Rồi. Thầm trao nhau thôi rồi vĩnh biệt người ơi. Rồi trả bài đoạn tuyệt luôn nha. Cảm ơn Hoài Vũ. Cảm ơn chị Hoài Vũ. Đoạn tuyệt yêu, theo yêu cầu của anh Hoàng Ân. Thầm trao nhau thôi rồi vĩnh biệt người ơi. Ngày buồn đã tới, nay giây phút tôi xa người. Tình đã úa nhau, mình đã thôi nhau. Từ đây biết rồi đời tôi sẽ đi về đâu. Nẻo đường năm xưa giờ vắng lạnh chiều mưa. Lời nào đã hứa còn lưu giữ chi thêm thừa. Người thương ai rồi, người hết thương tôi. Người đâu biết rằng lòng này tan nát tơi bời. Yêu thương cho nhau đẹp trong phút giây ban đầu. Tưởng là bên lâu, ai ngờ đau đớn cuối thương đau. Qua bao tháng ngày bơ vơ chốn này, em vui với ai rồi mà tôi đâu có hay. Oan khiến cho tôi là khi đã trao em rồi. Cả cuộc đời tôi bây giờ đây đổi lấy đơn côi. Thôi em hãy cười yên vui với người. Riêng tôi sẽ tự tìm một nơi chốn cõi đời. Kỳ vọng bao nhiêu nào có được gì đâu. Người càng níu kéo càng xuôi khiến thêm u sầu. Thì thôi tôi đành giải thoát cho tôi. Để tôi khóc cười đừng cay đắng đôi bờ môi. Đường tình ta đi là đi vào biệt ly. Chẳng hề nghĩa lý vì đâu có yêu thương gì. Người đi quá rồi, người đã quên tôi.
bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Vỗ tay. Cái bài này nếu mà ai chưa biết thì sẽ bị lừa. Nó tới 4 phần đoạn là quý vị, nó hơi dài tí xíu. Một sáng tác rất là hay của nhạc sĩ Thái Thịnh, Đoạn Tuyệt. Rồi bây giờ tới em trả nợ đi, rồi thay Thiên của anh chứ anh trả nợ nhiều quá. Còn nữa nè, còn rất là nhiều luôn. Hôm nay mọi người yêu cầu quá nhiều luôn. Có bữa mọi người nghe mê say, nghe quảng cáo, hỏi thăm về sản phẩm, hỏi thăm tất cả mọi thứ, quên yêu cầu. Cho nên là mình muốn hát sao mình hát. Còn hôm nay thì hỏi thăm rồi yêu cầu quá trời. Hồi nãy hỏi là có khán giả hỏi là gì, thấy Đồng Thanh Tâm da mặt đẹp quá, xài căng da rồi. Đẹp thiệt mà anh. Rồi hỏi rồi ngoài cái da mặt căng đó rồi còn cái da nào căng nữa không? Còn thú thiệt đi. Cái này thì căng thì không phải là căng, mà cũng chia sẻ luôn cho tất cả quý vị nào. Nếu mà quý vị muốn, các chị em phụ nữ nào muốn mặc áo hai dây nha, mặc áo hai dây mà cái lưng bị mụn ha, hay là bị vết thâm nha, thì uống cái viên uống thảo dược đẹp da này nè, một thời gian đi sẽ thấy là nó sẽ phai đi những cái vết thâm đó, kể cả ví dụ như ở nách nè, hay là ở bẹn vùng kính bikini đó, mà nó có những cái vết thâm đen mà do chúng ta bị sẹo hay là gì đó, hay là những tác nhân khác, nguyên nhân khác, thì quý vị uống một thời gian quý vị sẽ thấy bất ngờ là những nơi đó nó cũng sẽ mờ đi, mà mình rất là bất ngờ. Hôm trước có một cái chị đó nói là ở ngày xưa trước khi qua Mỹ, ở Việt Nam lái xe mô tô thì thường thường thì phụ nữ thì hay mặc quần đùi hoặc là zip ngắn ngắn nè, đó diện mà đưa nguyên cái chân dài ra, cái bô thì nó nóng, bô xe máy nó nóng, bắt đầu nó bị phỏng bô. Đó, bắt đầu phỏng bô thì cái vết đó nó thâm rất là lâu và không có trị được. Nhưng mà vô tình thì chị nghe được cái sản phẩm này và chị mua cái viên uống thảo dược này, chị uống một thời gian thì chị nhìn lại cái vết thâm đó nó mờ hẳn đi, chị rất là mừng luôn. Bây giờ nhiều khi chỉ cần bôi nhẹ qua lớp kem nhẹ thôi là mọi người không thấy luôn, không cần phải dán. Ngày xưa là ra đường là biết dán cái gì không? Dán bằng cá nhân. Giả bộ nói vết thương bị mới, nhưng mà thật sự vết thương cũ mà cũng đậy luôn giống như mới vậy. Nhưng vết thương đau vào lòng. Đó, cho nên là nếu quý vị nào có những vết thâm trên người thì cái viên uống nó cũng sẽ giúp cho quý vị luôn, không chỉ làn da nha quý vị. Đáp ứng cái câu hỏi mà ngoài da mặt hay còn cái da nào khác không đó, thì Đồng Tâm giới thiệu luôn cho quý vị đó. Rồi bây giờ tới Ngọc Lan trả nợ đi. Xong ca đi. Muốn xong ca phải không? Rồi, hát trong luôn. Cái bài đó luôn đi. Rồi. Bài đó em chưa thuộc lắm nè. Rồi bây giờ Ngọc Lan, trước khi Ngọc Lan trả nợ, rồi Ngọc Lan muốn xong ca một bài nữa để đáp ứng theo bạn bè của Ngọc Lan. Cho nên là chọn bài gì Ngọc Lan ơi? Hồi nãy là nếu chúng mình cách trở rồi thì bây giờ thì Đường Tình Đôi Ngã đi. Là cho cách trở luôn. Rồi ok, bây cho giờ đi luôn đi. Cho đi luôn, rồi. Cái này nó ổn. Cái này ok phải không? Rồi, thank you. Thôi em hãy đi về. Vĩnh đừng kể tự đời. Em kêu hơn anh. Không sao, vua đại. Cảm ơn chị Y Thảo nha. Đồng Thanh Tâm hát xong bài này sẽ trả lời cho chị Tracy Lê nha. Thôi em hãy đi về, vĩnh biệt kể từ đây, còn luyến lưu làm chi, còn vấn vương làm gì. Ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta lãng hãy xem là huyền thoại. À
anh đừng giận em, kìa dĩ vãng mùa thu vẫn đẹp như giấc mơ. Trên trời bao ánh sao tình ta bấy nhiêu kỷ niệm. Nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta. Em biết làm sao đây? Mùi tóc lan môi và thứ tình anh xin gửi lại em, với tất cả cuộc vui anh cũng xin trả lại em. Dù mãi em theo chồng, đời đời em vẫn nhớ mãi mối tình đầu tiên. Thôi em hãy đi về, không chỉ làm buồn thêm. Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tà từ. Mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bên khác. Đường tình đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Anh hiểu dùm em, nào ước muốn giàu sang với tình duyên trái ngang. Em vì chưa hiểu nên đành cầm nín cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trong đắng muôn cay. Thôi vĩnh biệt. Đồng Thanh Tâm chào chị Vivian Nguyễn, một khách hàng của Rishita Bihaku. Chào Mimi Wong. Chào Hồng Ngon. Khải Yến nè, đó. Thu Hằng Trương nè, Hiền Thu. Thôi em hãy đi về, vĩnh biệt kể từ đây. Con liên lưu làm chi, con vẫn vương làm gì. Ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Anh đừng giận em, kìa dĩ vãng mùa thu vẫn đẹp như giấc mơ. Bao ánh sao tình ta bấy nhiêu kỷ niệm. Nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta. Em biết làm sao? Mùi tóc lan môi và thứ tình anh xin gửi lại em, với tất cả cuộc vui anh cũng xin trả lại em. Dù mãi em theo chồng, đời đời em vẫn nhớ mãi mối tình đầu tiên. Thôi em hãy đi về, không chỉ làm buồn thêm. Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tà từ. Mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bên khác. Đường tình đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Anh hiểu dùm em, nào ước muốn giàu sang với tình duyên trái ngang. Em vì chưa hiểu nên đành cầm nín cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cay. Thôi vĩnh biệt thiên thu. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cay. Thôi vĩnh biệt thiên thu. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cay. Thôi vĩnh biệt thiên thu.
rồi đó. Là vĩnh biệt luôn rồi đó. Giờ là vĩnh biệt thiên thu rồi đó. Vĩnh biệt thiên thu luôn rồi đó nghe. Rồi, cho phép Đồng Thanh Tâm gửi lời chào đến các bạn bè cũng như là khách hàng của Richita vào trong trang của Richita. Xem hai bên luôn, vừa xem bên trang của Đồng Thanh Tâm mà vừa nhảy qua bên trang nhà của Richita bây giờ cứ xem luôn. Cho nên Đồng Tâm phải chào hai bên luôn để thôi quý vị sẽ giận Đồng Thanh Tâm này. Chào Kim Võ, chào Hoa Nguyễn, chào Dung Vũ, chào Danh Võ, chào anh Lê Hải Lê, Đông Trùng Hải Lê. Anh cũng đang vào xem, chào em trai nãy giờ mà không thấy đây. Đó, rồi. Nhiều người lắm à, Đồng Thanh Tâm lướt không hết, có một số đọc thiếu thì mọi người qua bên trang của Đồng Thanh Tâm nha. Rồi chào nữ ca sĩ Băng Nhi nữa nè. Hai anh yêu à, hai và Lan Nhi. Yêu. Hai anh yêu và Lan yêu. Băng Nhi là lên quá. Băng Nhi lên chương trình âm nhạc và làm đẹp hai lần rồi. Mai mốt phải ưu tiên cho Ngọc Lan mới được. Rồi để coi Đồng Thanh Tâm trả lời câu hỏi của chị JC Lê là hỏi là mắt thâm quầng. Uống viên thảo dược này ok không Đồng Thanh Tâm ơi? Dạ. Câu hỏi của chị JC Lê cũng là rất là nhiều câu hỏi của khán giả khác thì Đồng Thanh Tâm trả lời chung luôn. Thì sản phẩm của Richita VK Đồng Thanh Tâm đang giới thiệu đến quý vị đó là mỹ phẩm trắng da và trị nám. Cho nên ví dụ như mà cái mắt thâm quầng á thì công ty không có chuyên để giúp cho mắt quý vị giảm cái thâm quầng đó. Nhưng mà nếu như cái vùng da nó bị thâm lâu lâu ngày rồi nó không có ấy nữa thì uống cái thuốc này, cái da mình, cái viên uống này nó làm da mình trắng lên, sáng lên thì cái thâm quầng nó hiển nhiên nó sẽ giảm, nó sẽ mờ đi. Nhưng nó không phải trị thâm quầng nha. Nó là làm cho mình đẹp da, hồng da và giữ được độ ẩm cho da. Nếu mà quý vị này da khô thì giữ được độ ẩm. Còn quý vị da dầu thì nó sẽ tiết chế dầu cho quý vị. Nó trả lại cho quý vị một làn da khỏe mạnh, hồng hào và sức sống là vô cùng sức sống luôn. Y chang các cô gái ở xứ sở Nhật Bản như đó, trắng hồng một cách tự nhiên. Đó là những sản phẩm Richita đang giới thiệu đến quý vị. Mà quý vị muốn làm đẹp da, muốn hồng da thì phải dùng Richita nha. Chào Tí Nị. Chào chị Diệu Liên Hồ, A Di Đà Phật. Chào chào một vị Phật tử chân chính. Rồi giờ trả nợ tiếp nè Lan ơi. Còn cái gì nữa không? Còn nhiều lắm á. Trời ơi, chị kêu Nhật Thực mà thôi, Nhật Thực bữa khác hát nha chị JC Lê ơi. Bài đó buồn lắm luôn á. Dạ. Ngọc Lan biết bài đó không? Có nghe. Buồn lắm, bài đó hơi bị buồn. Rồi thôi bây giờ có một cái bài hát mọi người yêu cầu nữa nè. Ngọc Lan có bài nào khán giả đang yêu cầu nữa không? Còn bên đây có ai yêu cầu gì nữa không để mình coi. Hai bên luôn à? Anh Đông Trùng Hải Lê nữa là khen Đồng Thanh Tâm nhờ một chương trình là hát hay ghê. Anh nhắn tin là khi nào qua Mỹ alo anh nha. Chắc em phải alo ngay cho anh tại vì em đang ngồi tại Vô Sa nè anh Hải Lê ơi. Em đang làm chương trình ở tại Vô Sa ở tại Hoa Kỳ đó anh Hải Lê ơi. Tội nghiệp anh lâu quá cũng không có liên lạc với ảnh. Nhiều khi là thấy dạo này ảnh hơi bận rộn, mình cũng bận rộn. Sau chương trình này em sẽ gọi cho anh nha anh Hải Lê. Rồi chị JC Lê đã thanh kiều rồi. Rồi đó à, mọi người đang xem chương trình âm nhạc cùng với Đồng Thanh Tâm ngày hôm nay. Hôm nay mình lên trễ bao nhiêu phút mà hôm nay mình hút rồi ta? Hôm nay mình lên mấy giờ anh kỹ thuật ơi? 7:15 là mình làm được tiếng 15 phút rồi phải không? Không sao, bây giờ mình còn được mỗi người còn được hát một bài nữa đi. Chào chú Di Cường, tại vì ở bên Việt Nam giờ này mọi người mới 10:30 à. Anh nghĩ nhân mặt. Không sao hết á. Anh nghĩ sữa hôm nay không sao hết, chị đang ở dưới. Đồng Thanh Tâm chào Phú, người chỉ Quy Trần nữa nè. Chào mọi người đang xem chương trình nha. Mọi người vào xem chương trình, mọi người có yêu cầu gì thì comment nha. Còn nếu không thì Đồng Tâm và Ngọc Lan sẽ hát những cái bài mà cả nhà của yêu thích. Tâm dễ thương quá ha. Dễ thương lắm, yeah, yêu thương. Thích cái chương love trình rất là cả nhà của anh Tâm và love you all. Thôi bây giờ mình hát một bài nào vui vui đi. Nãy giờ hai mình hát hai bài đau khổ quá phải không? Bây giờ anh sẽ hát một bài thiệt là vui rồi Ngọc Lan chuẩn bị hát em bài vui vui. Cha cha luôn á. Rồi chơi luôn á. Bây giờ hát một bài mà nó đi khắp các tỉnh miền Tây nè. Anh chơi một bài khắp các tỉnh miền Tây em cái đi. Em là nhảy luôn đó. Đáp ứng một yêu cầu của một khán giả rất là dễ thương nè. Chị JC nói là khi nào Đồng Thanh Tâm qua Houston thì call cho chị JC nhé.
Dạ, trong thời gian tới thì Đồng Tâm sẽ qua bên Houston để có thể là giới thiệu sản phẩm cho những khách hàng, những người bạn thân thiết của Đồng Tâm ở bên đó, cũng như Tâm sẽ làm một cái live show mini ở bên Houston. Hy vọng là sẽ được chị Jessie Lê cũng như là mọi người ở Houston ủng hộ Đồng Tâm nha. Đồng Tâm sẽ cho mọi người hay sớm. Chào Bùi Ngọc Vân, chào đứa em dễ thương. Và bây giờ mọi người cùng Đồng Tâm về với miền Tây quê tôi nha. Rồi mời chị Năm, chị Bảy, chị Sáu mình về miền Tây nha. Miền Tây quê hương ai về, ai nhớ, ai thương. Chưa qua Long An chớ đào, hương lúa còn dương. Tiền Giang Mỹ Tho Cái Bè, Gò Công Tân Phương. Rạch Miễu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Đường đi Vĩnh Long không còn những chuyến pha xưa. Xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa. Trà Vinh Trà Cú đón chào mời nhau bánh tét. Xa đét ra người yêu dấu tháp mười chàm chiên. Ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ, nối vui đôi bờ sông Hậu Giang. Sóng trăng đón chờ nghe lời rao. Cô nàng ban bánh ngon mua giùm em, bánh bía Vũng Thơm. Từ chối đành sao lời rao chân thật, từ chối đành sao vị ngọt đất quê mình. Liêu xứ sở tôi yêu, nghe tiếng ai đàn lạ lơi câu vọng cổ. Về thăm mảnh đất An Giang, Châu Đốc Vía và 23 tháng 4. Đi lễ dân hương chùa mong gia đạo bình an. Về thăm Kiên Giang dòng riền miệt thứ An Biên. Chiều qua Hà Tiên Đông Hòa hòn đất gò quao. Cà Mau mến yêu cuối trời U Minh sớm muối. Ngọc Hiến rách tàu cho nhớ thương nhiều Cà Mau. Ruộng xanh tốt tươi bao đời nuôi ta khôn lớn. Giữa lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi. Trời ơi, đi nhiều tỉnh quá rồi, đi tới Cà Mau luôn rồi. À, cái bài này Đồng Tâm lần đầu tiên hát đó. Trong chương trình sắp tới Đồng Tâm sẽ cố gắng tập lại bài này để hát tốt hơn, để tặng cho một khán giả rất là đặc biệt nhắn tin riêng cho Đồng Tâm là muốn nghe Đồng Tâm hát những bài về miền Tây. Đó, bây giờ hôm nay gom chơi một cục hết miền Tây luôn. Rồi mai mốt sẽ phân ra từng tỉnh như vậy thông quý vị nha. Rồi hôm nay thì lần đầu tiên hát cho nên là phải nhờ tới lời bài hát ở trên phone. Chưa thuộc lắm bài này luôn đó. Này là gọi là phải nói là thiệt, nó là thiệt thà, người thật việc thật. Miền Tây mà. Rồi bây giờ tới Ngọc Lan. Ngọc Lan chuẩn bị hát bài gì vui vui cha 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 gì đi. Em hả? Em gam nhảy luôn á. Nhảy đi. Ừ. Chết ngộ luôn á. Vô tư đi, là vô tư đi. Anh đánh cho em hơi hơi gần cuối chương trình mình bay cả nhà rồi, cho em sùm sùm tí xíu rồi, nha cả nhà. Rồi chơi. Không có phải dòng nhạc của em nhưng mà em thích hát. Đúng rồi, vui. Có thể đứng xuống luôn, chơi luôn. Biết sao hôm nay mà cái đầm đẹp mà không có được. Đúng rồi, bây giờ trường. Mình khoe đi, mình ra ngoài mình đứng nè. Chơi luôn nè, bài nào sôi động nè. Thôi cha cha được rồi. Rồi, bài anh, gì? Cho em cái bài Đêm Huyền Diệu của Phương Ngọc Anh nha anh. Chị Ngọc Anh chỉ có nghe được em hát cái bài này chắc chị khóc chết luôn á. Tại vì em copy chị á. Không sao, nếu mà em hát thôi bạn không nói, em sẽ hát. Đừng có nói. Ôi có kỳ không anh? Đứng. Chứ sao? Tại vì cái đầm nó đẹp quá mà bắt em đứng này giờ mới ngồi. Nếu em thiếu anh trên đời, là thương nhớ biết bao nhiêu rồi.
phút giây ban đầu ta chưa biết chiều đi. Phụ họa cho. Oh yeah. Yeah. Mọi người ơi, cho nhiều trái tim vô nha. À. Wow. Cha. Nếu em thiếu anh trên đời. Oh yeah. Anh là đúng nhớ biết bao nhiêu rồi. Nếu vắng anh một ngày về vị trí đi em. Dạ dạ, về vị trí, về vị trí. Cảm ơn, cảm ơn cả nhà. Bị Ngọc Lan tra tấn. Về thấy không, à, trong chương trình âm nhạc và làm đẹp thường ngày thì quý vị sẽ thấy à, rất là nết na thùy mị ở trên một cái ghế, nhưng mà một giây phút nào đó mà gọi là quấy động thì banh cái sân khấu luôn hả? Lộ. Sao anh, sao anh bị gì? Bị lộ. Bị lộ. Vâng, à, rất là nhiều trái tim cũng như là cái like dành cho Ngọc Lan với bài hát vừa rồi. À, một cái sự nè, chị quá tuyệt vời luôn, hát dòng nhạc nào cũng hay hết. Đó. À, em cảm ơn. Có một Facebook tên là Hùng Lê Hùng yêu là ôi yêu Ngọc Lan quá. Nhưng mà câu sau mới chết nè. Yêu luôn nghĩa sữa nữa. Dạ em cảm ơn. Ấy dạ. Đó, à, trong những chương trình âm nhạc và làm đẹp cũng đồng hành tâm thì những khách mời lúc nào lên đây cũng rất là dễ thương và cháy hết mình. Cũng như là lúc nào quý vị cũng sẽ nghe những tiếng cười sảng khoái cho đây. À, có một khách hàng đặt vui á, chương trình này giống như là làm đẹp. À, mọi người vào đây cùng chia sẻ bí quyết làm đẹp. Nhưng mà mọi người cũng vào đây để được nghe tấu hài. Nhìn cái mặt anh Sửa hài quá hà. Đó, rất là nhiều người khen cái mặt anh Sửa rất là hài. Anh Sửa ngoài đàn hay nữa mà còn là nếu mà anh Sửa đi đóng hài nữa là tuyệt vời luôn á. Nhưng mà thôi để dành cho các chị em khác kiếm cơm ha. Chứ mặt anh Sửa mà đi đóng hài nữa mấy nghệ sĩ hài khác thất nghiệp. Em không ngờ em quậy tới vậy luôn. Rồi không sao rồi. Để coi còn những cái bài hát gì nữa không. Hôm nay thì chúng ta chơi tới mình ở 1 tiếng 35 phút luôn đó. À, có người đang nóng lòng đi rước bà xã rồi cho nên thì thôi bây giờ mình hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo đây Ngọc Lan ha. Dạ, đúng rồi. Rồi bây giờ thì mời Ngọc Lan gửi lời chào đến tất cả mọi người khán giả và khách hàng của Richita đang xem chương trình. Dạ. Cả nhà ơi, Ngọc Lan cảm ơn cả nhà đã theo dõi và ủng hộ cho anh Tâm cũng như ủng hộ cho sản phẩm của chương trình của Minh Tâm và trời, Minh Tâm luôn kìa. Rối, em rối rồi em. Bình tĩnh. Calm down. Bây giờ đừng làm em gung mà. Bình tĩnh. À, Ngọc Lan xin được gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả quý vị và hẹn gặp lại một ngày gần đây ạ. Love you. Love on. Chứ love you có một mình thôi đó. Ok, love on. Ok, rồi đồng năm thì cảm ơn Ngọc Lan đã hôm nay đã đến với chương trình âm nhạc làm đẹp. Hy vọng là sẽ gặp lại Ngọc Lan trong một chương trình âm nhạc và làm đẹp tiếp theo ở cái phiên bản 2.
Phiên bản này phiên bản 1 thôi, tại studio phiên bản 2 thì nằm trong đài truyền hình. Thì sắp tới Đồng Thanh Tâm sẽ gửi đến cho quý vị. Hôm nay thì chúng ta còn giữ cái poster của cái đài truyền hình không ta? Không mấy để lần sau đi ha, Đồng Thanh Tâm sẽ mời quý vị xem cái chương trình gọi là phiên bản 2 đó. Thì hôm nay quên cái sự chuẩn bị này, hơi thiếu sót chút xíu. Nhưng mà thôi, hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Đồng Thanh Tâm sẽ giới thiệu đến quý vị, chúng ta download cái app này về trong máy chúng ta xem nhiều chương trình của Đồng Thanh Tâm, cũng như là âm nhạc và làm đẹp, cũng như là những cái sản phẩm mà Đồng Thanh Tâm đang giới thiệu đến quý vị đó có ở những cái nơi nào. Và bây giờ thì quý vị đang, hiện tại thì Đồng Thanh Tâm đang có một cái studio cũng như một cái showroom nho nhỏ ở tại Nam Cali để cho quý vị đến pick up hàng. Và còn những cái tiểu bang, những cái đại lý ở các tiểu bang thì quý vị ở tiểu bang nơi nào thì có những cái đại lý ở tiểu bang nơi đó quý vị pick up hàng. Quý vị hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị. Ở Việt Nam thì cũng có địa chỉ ở Việt Nam, ở Atlanta cũng có, rồi các tiểu bang như Michigan hay là New Jersey, New York gì đó. Thì quý vị ở đâu hãy gọi cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ có những cái đại lý quý vị đến nó pick up hàng. Còn nếu quý vị muốn order trực tiếp thì quý vị cũng có thể liên lạc ngay với chúng tôi 714-595-3228, 714-914-4242, hoặc là vào trong trang nhà www.richita.us quý vị nha, richita.us. Quý vị tìm hiểu mọi thông tin ở trên đó về sản phẩm trắng da trị nám đến từ Nhật Bản. Và giờ đây thì Đồng Thanh Tâm, Ngọc Lan và anh Nghĩa Sữa xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau. Xin chào. Love you all. Trái tim. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị dòng sản phẩm trắng da trị nám cao cấp đến từ Nhật Bản, Richita Bihaku, an toàn, hiệu quả và chất lượng. Với viên thuốc trắng da trị nám Beautiful Skin Supplement cùng với bộ mỹ phẩm trắng da trị nám cao cấp được điều chế hoàn toàn từ dược thảo thiên nhiên, thích hợp với tất cả các loại da và không gây kích ứng da. Viên thuốc trắng da trị nám Richita được điều chế với các thành phần chính: hợp chất L-citrulline kết hợp với vitamin C, hợp chất selenium và zinc yeast, orange fruit extract, pineapple fruit extract cùng với nhóm vitamin B. Mỹ phẩm trắng da trị nám Richita được điều chế từ các chiết xuất thiên nhiên như chiết xuất hoa anh đào đôi, hoa cúc lâu năm, chiết xuất organ extract, thai extract, chiết xuất trái cây Murasaki, chiết xuất kiwi, hợp chất arbutin và yeast extract kết hợp cùng với hai loại hợp chất vitamin C, giúp dưỡng trắng da, tăng cường tái tạo tế bào da, chống lão hóa da, cải thiện độ đàn hồi da, nuôi dưỡng tế bào gốc trong da, giúp ngăn ngừa và cải thiện vết thâm, đốm nám và tàn nhang trên da, duy trì sức khỏe của da dẫn đến một làn da tươi sáng, khỏe mạnh, hồng hào và tràn đầy sức sống. Thương hiệu mỹ phẩm trắng da trị nám Richita Bihaku được nhà sản xuất Nhật Bản chuyên dòng sản phẩm trắng da trị nám tại Hirakata City, Osaka Prefecture, điều chế và sản xuất độc quyền cho tập đoàn Richita Bihaku có trụ sở chính tại Hoa Kỳ, tiểu bang Georgia. Nhà máy sản xuất của chúng tôi được thành lập từ năm 1952, có trụ sở chính ở Osaka Shi, Kyotoku và văn phòng thương mại tại Ginza, Chuku, Tokyo. Với hơn 66 năm không ngừng sản xuất và đứng vững trên thương trường mỹ phẩm tại Nhật Bản, sản phẩm của nhà máy chúng tôi được bày bán khắp nơi trên toàn nước Nhật, bao gồm các thành phố lớn như Tokyo, Osaka và Fukuoka. Thương hiệu mỹ phẩm trắng da trị nám Richita Bihaku sản xuất tại Nhật Bản đã có mặt tại Hoa Kỳ, được đăng ký và tuân thủ các quy định của FDA, Food and Drug Administration. Hoàn toàn đều là dược thảo thiên nhiên. Tuy nhiên mình vẫn phải tuân thủ các quy định của FDA tại Hoa Kỳ để mình có thể nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Chúng tôi cần nhiều đại lý khắp nơi tại Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu và Việt Nam cùng đồng hành với thương hiệu mỹ phẩm trắng da trị nám Richita Bihaku sản xuất tại Nhật Bản. Xin liên lạc ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí. Và để biết thêm chi tiết trở thành đại lý Richita Bihaku, xin liên lạc CEO Thùy Trang tại 714-914-4242 hoặc 770-298-6692.